Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 26 tháng 9 tại New York, Mỹ, Tổng thống Abbas cho biết Israel gần như phá hủy hoàn toàn Gaza và nơi đây không còn phù hợp để sống. Ông kêu gọi ngừng sát hại trẻ em và phụ nữ, đồng thời kêu gọi dừng gửi vũ khí cho Israel. Ông Abbas nhấn mạnh chính quyền Palestine nên thực hiện toàn bộ quyền tài phán đối với dải Gaza và tất cả các cửa khẩu biên giới, trong đó có cửa khẩu Rafah. Ông cũng đề cập đến tình hình hậu chiến, đó là cho phép đưa hàng cứu trợ đến Gaza, Israel rút quân hoàn toàn khỏi Gaza và đưa người Palestine tị nạn trở về nhà. Tổng thống Palestine cũng cho rằng Israel phải bị tước tư cách thành viên Liên Hợp Quốc vì không chấp nhận nghị quyết hai nhà nước và không cho phép người tị nạn Palestine hồi hương. Palestine sẽ đệ đơn lên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về vấn đề này.